Pere 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 pere. Pere 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 pere. Đối với những bộ anime hành động thì năng lực hay sức mạnh đặc trưng của các nhân vật luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm từ độc giả. Thế giới siêu anh hùng One Punch Man cũng không ngoại lệ. Ở đây tồn tại rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, có thể họ là anh hùng hoặc quái vật, song tất cả đều sở hữu những khả năng vô cùng thú vị, bá đạo và được vận dụng vô cùng ấn tượng trong chiến đấu. Trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem đâu là 10 năng lực ấn tượng và mạnh mẽ hàng đầu One Punch Man nhé. Tất nhiên, những năng lực trong video hoàn toàn là ý kiến chủ quan của mình và hy vọng anh em sẽ góp ý thêm ở phần bình luận để nội dung trở nên đầy đủ hơn. Còn bây giờ, bắt đầu ngay thôi nào! 10. Ăn quái vật. Mở đầu cho nội dung ngày hôm nay là một năng lực khá quen thuộc nhưng cực kỳ độc lạ bình dương nếu xét theo khía cạnh chiến đấu trong One Punch Man. Chính xác, đó là khả năng ăn quái vật của Piggott, anh hùng hạng 10 cấp S. Việc ăn quái vật có lẽ không quá xa lạ với người hâm mộ bộ truyện. Chúng ta cũng từng chứng kiến Saitama thực hiện hành động này khi mà anh nấu và ăn rong biển từ tên quái vật Combu Infinity. Tuy nhiên, với Piggott, ăn quái vật đã trở thành một kỹ thuật đặc trưng bởi anh chiến đấu bằng chính phương pháp này. Luôn cố gắng chiến thắng bằng cách cho đối thủ vào bụng. Piggott luôn có một chiếc bụng đói và để làm dịu cơn đói thì chỉ còn cách ăn thôi, mà ăn đồ ăn bình thường không đủ thì anh xơi luôn đối thủ cho nhanh. Về sau, ở cuộc chiến với Hiệp hội Quái vật, chúng ta còn được biết thêm, vốn dĩ Piggott ăn nhiều và ăn tạp như vậy là để tích trữ năng lực cho một năng lực khác. Chính xác, đó là khả năng hồi phục, cứu chữa người khác. Anh là người góp công cứu chữa Tank Top Master và lão sư Nichirin. Nếu không có năng lực dự trữ của Piggott, chắc chắn Tank Top và cả Nichirin đã hẹo với thương tích vô cùng nặng. Nhìn chung đây là một năng lực khá độc lạ, nhưng hiệu quả của nó trong chiến đấu chỉ dừng lại ở mức dọn dẹp crap. Đối với những quái vật mạnh mẽ, Piggott trở nên quá đơn điệu với phương thức chiến đấu này. 9. Tấn công dựa trên cảm xúc. Nếu không xét đến Saitama thì một trong những nhân vật thuộc dạng khó đong đếm sức mạnh nhất của One Punch Man ắt hẳn phải là Ác Thủy. Một con quái vật cấp rồng trực thuộc Hiệp hội Quái vật. Đơn giản vì khả năng của con quái này vô cùng khó chịu, đó là tấn công dựa trên cảm xúc của đối thủ. Dễ hiểu hơn thì đối thủ càng mạnh, Ác Thủy lại càng mạnh. Đối thủ càng yếu, Ác Thủy lại càng yếu. Càng quyết tâm, tức giận thì Ác Thủy lại càng bá đạo. Đơn giản vì độ mạnh yếu của tên quái vật hoàn toàn phụ thuộc vào đối thủ của nó. Mà anh em biết đấy, đi đấm nhau mà không quyết tâm, tức giận, cố tung sức mạnh để hạ gục đối thủ thì có mấy ai? Chỉ có mấy khứa cao thủ võ lâm, bá chủ thiên hạ trong phim Tàu Khựa mà thôi. Ngay cả Psychos, kẻ đứng sau giật dây Hiệp hội Quái vật, cũng phần nào e ngại trước năng lực của con quái H2O này. Đó là còn chưa kể, Ác Thủy còn sở hữu một cơ thể đặc biệt, gần như miễn nhiễm với sát thương vật lý. Về sau khi có được sức mạnh từ gót, con quái còn dung hợp được với cả đại dương. Mỗi đòn tấn công tung ra đều ở mức hủy diệt. Và nếu không phải Saitama nhanh tay lẹ mắt hạ gục Ác Thủy thì có lẽ chẳng ai có thể làm được điều đó. Cơ mà mạnh thì có mạnh, năng lực cũng gì và này nọ đấy. Nhưng Ác Thủy gặp kinh chỉ có nước tắt điện anh em ạ. Đơn giản, đại đế là khắc chế cứng của con hàng này. 8. Tái tạo bất tử. Khả năng tái tạo tương đối quen thuộc trong One Punch Man và có rất nhiều nhân vật sở hữu năng lực ấy. Tuy nhiên mình đang muốn đề cập đến một vài nhân vật tiêu biểu, những người sở hữu khả năng tái tạo bá đạo nhất. Có lẽ Boros và Zombieman sẽ là hai đại diện tiêu biểu của năng lực tái tạo. Với chúa tể Boros, hắn sở hữu khả năng tái tạo gần như là tức thì. Bất kỳ một vết thương nặng nào cũng sẽ được Boros hồi phục ngay tức khắc, như chưa hề có cuộc chia ly. Nhưng điều kiện là lõi sự sống của hắn không bị ảnh hưởng, còn Bi là hồi phục. Thực tế vì Boros rất mạnh nên gần như chẳng có ai xò bó được vào Bi của hắn. Cơ bản, thủ lĩnh toán cướp hắc ám gần như bất khả chiến bại nhờ vào năng lực tái tạo trước khi đến trái đất và gặp một thằng hói nào đó. Thậm chí trong trận chiến với Saitama, dù lãnh phải vô số đòn đánh khiến cơ thể tan tành mây khói, nhưng Boros vẫn tái tạo chỉ trong nháy mắt. Đó là trước khi sai hói đấm nghiêm túc thôi anh em ạ. Còn khi sai hói bung sức mạnh, Boros cơ bản là vỡ Bi, không thể tái tạo được nữa. Còn ở server trái đất, Zombieman được biết đến như người sở hữu khả năng tái tạo hàng đầu. Ừ thì so về tốc độ hồi phục hay sức mạnh tổng thể, Zombieman khó bì được với Boros, nhưng anh cũng có sự trâu bò khó ai bì được. Chính xác, anh hùng hạng 8 cấp S gần như bất tử nếu không dính phải một đòn tấn công đủ mạnh, hủy diệt toàn bộ tế bào trên cơ thể anh. Vì chỉ cần một hay vài tế bào, Zombieman vẫn có thể hồi phục lại cơ thể. Song như đã nói, tốc độ hồi phục của anh khá chậm, cộng thể sức mạnh tương đối đơn điệu nên thanh niên này đúng nghĩa là bao cát di động mà thôi. Mà bất tử là vui rồi anh em ạ, khối ông ước mình có được năng lực này ấy chứ. Ngoài ra, Phoenix Man cũng nổi bật với khả năng tái tạo, đặc biệt hắn còn có thể tái tạo sự sống cho cả những sinh vật đã chết khác.
Chỉ có điều, sức mạnh tấn công của tên này cũng không quá mạnh và gần như hắn chỉ dựa vào khả năng tái tạo nên cũng chẳng thể vươn tầm sánh vai cùng những chỉ huy quái vật khác. Càng đánh càng hăng. Thông thường ở bất kỳ bộ môn đối hay những trận đấu liên quan đến thể chất, sức mạnh, càng đánh người ta sẽ càng xuống sức. Do đó khi dần về cuối, mọi chỉ số cũng như đòn tấn công sẽ giảm sát thương đáng kể. Nhưng trong thế giới siêu anh hùng One Punch Man, có vài trường hợp khá đặc biệt khi càng đánh mấy thanh niên lại càng hăng và trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu biểu cho khả năng đó phải kể đến Metal Bat, giang hồ học đường kiêm anh hùng hạng 16 cấp S. Với chảy sắt, ăn đòn hay đổ máu không phải là dấu chấm hết cho trận chiến, mà đó như là chất xúc tác khiến anh trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn. Minh chứng rõ ràng nhất là khi anh chàng đấu với họ hàng nhà Zed hay Garu. Tất nhiên, sự hăng máu và tăng tiến sức mạnh của Metal Bat là có giới hạn. Nhưng việc đập vỡ được cả lớp giáp kim cang bất hoại của Zed hiền nhân đủ chứng minh cho năng lực của thanh niên. Bên cạnh đó, Garu cũng là thanh niên nổi tiếng với khả năng càng đánh càng mạnh. Dù thế, điểm khác biệt của Garu nằm ở chỗ anh mạnh hơn là nhờ tinh thần kiên định, khả năng học hỏi, nhạy bén trong chiến đấu, chứ không lao vào vung gậy bất cần đời như Metal Bat. Thế nhưng đỉnh cao của khả năng càng đánh càng mạnh phải đề cập đến Saitama. Trong trận chiến với Garu, anh Hói đã chứng minh cho tất cả thấy bản thân có thể thăng tiến sức mạnh theo cấp số nhân. Đối thủ mạnh lên bao nhiêu, Saitama lại mạnh hơn ngưỡng sức mạnh đó. Chính xác, Saitama mạnh lên theo cấp số nhân và dường như nó không có giới hạn. Hoặc nếu có, chúng ta cũng chẳng biết nó nằm ở ngưỡng nào. Hy vọng trong tương lai, khi Saitama đối đầu với những phản diện mạnh nhất, đặc biệt là God, anh sẽ lần nữa thể hiện khả năng càng đánh càng mạnh theo cấp số nhân này. 6. Năng lực tâm linh. Rõ ràng đây luôn là thứ sức mạnh đáng chú ý trong bất kỳ bộ manga anime nào mà nó xuất hiện. Với One Punch Man, những người sở hữu năng lực tâm linh vô cùng hiếm hoi, nhưng cũng vì vậy mà họ hầu hết là những anh hùng mạnh mẽ hàng đầu. Còn năng lực tâm linh là gì thì có lẽ mình khỏi phải giải thích nữa nhở, bởi vì mình đã giải thích và nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần trong những video trước. Cơ bản, năng lực này cho phép chủ sở hữu những khả năng ảo ma Lazada như ngoại cảm, điều khiển vật chất, trọng lực, chữa trị, vân vân và mây mây. Đến hiện tại, chúng ta cũng được chứng kiến một số trận chiến tâm linh vô cùng hoành tá tràng giữa Psychos Orochi và Tatsumaki, nơi mà những mảng lục địa bị kéo văng khỏi về mặt trái đất. Những cơn sóng thần được chính con người tạo nên, hay cả thành phố Z bị một cô bé nhỏ nhắn bóp méo. Phải nói là vô cùng mãn nhãn. 5. Huyễn thuật. Trong những chapter mới nhất, khi Void hư không thức giấc và đối đầu bộ đôi Sonic Flashy Flash, hắn đã sử dụng huyễn thuật hòng biến đối thủ thành tay sai của God. Đây là khả năng đến từ God thông qua khối lập phương mà Void hư không nắm giữ. Khác với ảo thuật là những ảo ảnh được kích hoạt thông qua thị giác, huyễn thuật do tìm đến sóng tinh thần và tìm đến căn nguyên nỗi sợ hãi lớn nhất của đối thủ, đưa họ vào một giấc mơ nơi God sẽ hóa thân thành nhà cái đến từ vũ trụ, ra sức dụ dỗ nạn nhân. Khả năng này nguy hiểm ở chỗ nó sẽ đánh điểm yếu tinh thần hoặc nỗi sợ lớn nhất của nạn nhân, do đó khó có thể cưỡng lại được. Đơn giản vì khi đối diện với nỗi sợ hay sự yếu đuối, con người ta trở nên nhẹ dạ hơn bao giờ hết. Tất nhiên là trừ Sonic, kẻ mang nỗi sợ nhưng không kém phần cay cú với tế bào quái vật. Dăm ba cái huyễn thuật, Sonic cân tất. Đến hiện tại, huyễn thuật được God và tay sai thực hiện khá nhiều lần, phần lớn trong số đó đều thành công. Chỉ có vài trường hợp thất bại với lý do khá củ chuối, chẳng hạn như cái cách Sonic cân cả God với kiểu giấc mơ ở chapter mới nhất. Nhìn chung, đây là một năng lực khá lợi hại, nhưng chắc chắn nó chỉ là phần nhỏ sức mạnh của God mà thôi. 4. Dịch chuyển. Nghe dịch chuyển là thấy uy tín rồi đúng không anh em? Nào là Wapu Wapu, phi lôi thần thuật hay là Sunkan Ido. Cứ tè le được là auto mạnh mẽ. Blast, anh hùng hạng 1 cấp S trong One Punch Man cũng sở hữu cho mình năng lực dịch chuyển vô cùng bá đạo. Anh có thể mở ra những cánh cổng không gian giúp dịch chuyển bản thân và mọi người đến nơi khác, thậm chí là dịch chuyển giữa những chiều không gian khác. Năng lực này cực kỳ cần thiết với một người bận rộn như Blast, nhờ đó mà việc Blast di chuyển cũng như công cuộc chống lại God đỡ vất vả hơn phần nào. Có thể dịch chuyển nên Blast thường xuyên xuất hiện tại những điểm nóng, kịp thời ngăn chặn những người khác phạm sai lầm. Điển hình như khi Blast dịch chuyển đến ngăn chặn God tiếp cận nhóm Saitama dưới căn cứ Hiệp hội Quái vật, hay mới đây nhất là xuất hiện giải cứu bộ đôi Sonic Flashy Flash. Trong chiến đấu, khả năng dịch chuyển cũng giúp ích rất nhiều. Sự bất ngờ là thứ mà khả năng này mang lại, bởi đối thủ sẽ nó mà biết được Blast sẽ xuất hiện từ đâu. Dù thế, phần nào chúng ta cũng biết được khả năng dịch chuyển của Blast dường như có giới hạn nhất định, bởi anh không thể tự mình dịch chuyển Saitama và Garu khỏi trái đất, phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người đồng đội khác.
Nhưng cũng khó trách Blast anh em ạ. Hai khứa kia tung ra nguồn năng lượng muốn hủy diệt luôn trái đất thì Blast không tải đi nổi cũng là điều dễ hiểu. Ba, phân tách, dung hợp. Sẽ ra sao nếu bạn có hàng tỷ tỷ mạng? Một con số không tưởng, nhưng đó thực sự là số mạng mà tinh trùng đen, một chỉ huy của hiệp hội, có được. Sở dĩ hắn nhiều mạng đến vậy là vì khả năng phân tách ở mức độ từng tế bào của tên này. Một năng lực quen thuộc với bạn đọc manga nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với số lượng tế bào quá lớn. Khả năng phân tách cho phép hắn tạo nên một đội quân áp đảo đối thủ. 3 đánh 1, không chột cũng què, nhìn việc samurai nguyên tử vất vả chống trả, đủ thấy khả năng này đáng sợ như thế nào. Thậm chí bản thể đã phân tách của tinh trùng đen cũng khá mạnh, dư sức hạ gục những anh hùng cấp thấp. Hắn cũng từng phân tách thành đội quân can quét cả thành phố Z, tạo nên khung cảnh chen chúc, đông đảo chưa từng có. Chưa dừng lại ở đây, nếu phân tách lấy đông đánh ít không hiệu quả thì tinh trùng đen còn có một con bài tẩy khác là dung hợp tế bào lại, tạo nên những bản thể nâng cấp, sở hữu những sức mạnh bá đạo hơn. Chúng ta được chứng kiến hai phiên bản nâng cấp của tên này trong bản đẹp là vàng và bạch kim. Với mốt tinh trùng vàng, khả năng phòng ngự của tên quái vật tăng lên đáng kể, chống chịu vô số đòn tấn công mạnh mẽ từ các anh hùng, thậm chí bán hành cho cả ác ly nôn ọe. Với mốt bạch kim, tốc độ tên quái vật đạt đến ngưỡng siêu thanh, đủ sức áp đảo Flashy Flash và chỉ chịu thua Garu mốt quái vật. Tóm lại, việc phân tách hay dung hợp đều là năng lực lợi hại của tinh trùng đen. Tiếc rằng sân khấu dành cho hắn là không nhiều, việc thất bại trước Garu là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng may là tinh trùng đen vẫn còn sống sót với một tế bào duy nhất, và hiện tại hắn đang thực hiện thử thách sinh tồn cùng Rover với vai trò thú cưng của Saitama. 2. Sao chép. Một trong những yếu tố giúp Garu nhanh chóng phát triển sức mạnh là khả năng học hỏi, nhạy bén khi chiến đấu. Đây là cơ sở để Garu phát triển năng lực sao chép khi đạt đến đỉnh cao sức mạnh. Sao chép, nghe thôi đã thấy hack game rồi, nhưng ảo hơn nữa là khả năng đó thậm chí còn sao chép được cả sức mạnh từ kẻ khác. Có nghĩa là không chỉ sao chép đòn thế, chiêu thức mà kỹ thuật được Garu sao chép cũng mang ngưỡng sức mạnh tương tự như khi đối thủ thi triển. Đó cũng là cách mà Garu đã dùng để chống lại Saitama, sao chép những đòn tấn công của chính Sai Hói. Do đó không bất ngờ khi Garu có thể khiến Saitama nghiêm túc hay buộc anh Hói nâng cấp ngưỡng sức mạnh tấn công của mình. Tuy nhiên, khả năng sao chép của Garu cũng có giới hạn. Vì thế, khi Saitama thăng tiến sức mạnh theo cấp số nhân và không có dấu hiệu dừng lại, Garu đã không thể sao chép đòn đánh hay là sức mạnh từ Saitama được nữa. Ngoài ra, Garu còn sao chép cả một số kỹ thuật khác, tiêu biểu là cổng dịch chuyển của Blast. 1. May mắn. Và chùm cuối không làm anh em chúng ta thất vọng, thứ năng lực ảo ma nhất truyện, thứ giúp King tạo nên danh tiếng, sự tôn trọng của tất cả những anh hùng khác, tuyệt kỹ may mắn thần trưởng. Nói về sự may mắn của King, có lẽ anh em cũng đã nghe mình đề cập nhiều rồi. Cơ bản, King luôn là kẻ làm chủ cuộc chơi. Có thể anh yếu, anh nhát, nhưng làm gì thì làm, đối thủ hay bọn quái vật cũng chẳng thể làm gì được King. Chỉ với vài ba câu chém gió, King đã đánh bại những chỉ huy mạnh nhất của hiệp hội quái vật. Thứ gì chịu nổi? Tóm cái váy lại, dù mấy thằng khứa kia có mạnh đến đâu, sở hữu kỹ năng bá đạo thế nào, gặp King tất cả đều phải tắt điện mà thôi. Ok, trên đây là 10 năng lực ấn tượng, mạnh mẽ hàng đầu One Punch Man. Hy vọng anh em sẽ thích. Nhớ để lại một like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như thường lệ, chúng ta cùng đến với chuyên mục Góc Comment. Bình luận đầu tiên trong video ngày hôm nay đến từ bạn Khôi Nguyễn. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ Tào Tháo hỏi thăm, Sonic said. Đúng luôn, Sonic chắc ám ảnh tới già, khổ thân anh, tất cả tại Sai Hói. Bình luận của bạn Tâm Trầm, xem xong quên like, giờ đi like tùm lum cho ông anh đây. Thế thì còn gì bằng, cảm ơn bạn rất rất nhiều nha. Và bình luận may mắn thứ 3 cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Muichiro. Dạo này anh không làm về Kimetsu no Yaiba nữa, em buồn lắm. Mình đang chuẩn bị vài nội dung về Kimetsu no Yaiba và sẽ sớm lên sóng, chờ thêm chút nữa thôi nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye!